Huyền Anh xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình Chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Huyền Anh phụ trách. Và có lẽ là không cần giới thiệu, quý vị cũng đã biết chương trình này tối hôm nay là chương trình tối thứ 6 và Huyền Anh xin chào quý vị, Huyền Anh xin chào anh Duyên. Và cứ mỗi lần mà từ Hương Giang nói là và có lẽ không cần giới thiệu là Hương Giang sắp giới thiệu. Xin chào tất cả quý khán giả. Đôi khi có những cái thói quen quen mà không thể bỏ được, ví dụ như chiều thứ sáu chiều hôm nay á là bao giờ Hương Giang cũng làm chương trình với anh Duyên, mà Hương Giang thì on the road mà nhớ anh Duyên lắm, nhớ quý vị lắm, bởi vì ngày hôm qua đã không đã nghỉ rồi cho nên là có on the road cũng phải gặp anh Duyên, để phải nghe nghe giọng cười của anh Duyên thì mới lên tinh thần để tiếp tục lái xe tiếp. Nắng hôm nay ở phía anh Duyên có vẻ là hơi lạc, không biết là lý do tại sao. Là tại vì ở trong phòng đến À, không phải là nắng đã chiều rồi chứ nha, exact anh Duyên, nắng là tại vì anh Duyên nói là nắng đã chiều rồi. À, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì tin tức vẫn tập trung vào cái bản cáo trạng và những cái diễn biến mới nhất xung quanh cái bản cáo trạng dành cho cựu tổng thống Donald Trump. Ngày hôm nay thì không biết anh Duyên có theo dõi tin tức, và quý vị có biết là vào tối ngày hôm qua đó, chứ không phải là ngày hôm tối, ngày hôm qua thì cựu tổng thống Donald Trump đã lên mạng Truth Social của mình. Ông bảo rằng là cái vụ mà những đôi vớ của ông Bill Clinton và cái đạo luật hồ sơ cảnh sát, Hương Giang xin lỗi, đạo luật hồ sơ tổng thống, nó đã cho mọi người hiểu rõ được là ông hoàn toàn được giải oan đối với 37 cáo buộc tội danh hình sự từ Bộ Tư pháp. Và ông Donald Trump, ông expect là Bộ Tư pháp sẽ rút lại, tức là rút lại và bãi bỏ những 37 cáo buộc đó, xin lỗi ông và trả lại cho ông những cái thùng mà họ đã thu giờ họ đã tịch thu được vào ngày 8 tháng 8 năm năm ngoái. Bây giờ cho nhà hỏi anh Duyên nè, cái vụ những đôi vớ của ông Clinton là gì vậy anh Duyên? Là cái câu mà Kellyanne Conway nói trên đài Fox đó. Kellyanne Conway nói không có một cái thứ vaccine nào mà có thể chữa được, ngừa được cái bệnh điên của Donald Trump. Hương Giang không có theo dõi tin này, có hả? Hương Yes, Giang con gì? ở trên Kellyanne Conway mà ngay bây giờ, bởi vì nó đã tới một cái lúc mà những người từ lâu rồi họ giữ cái sự thực ở trong người họ, bây giờ họ không giữ được nữa. Cho nên cái chuyện là Donald Trump á, thì nghe nói là Kellyanne Conway ra sách rồi, trong cuốn sách đó có một cái đoạn nói rằng là Donald Trump đã thua cử năm 2020, thì Donald Trump mới lên trên 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 mạng đó viết là tôi mà tôi biết cô này cổ nói láo, hồi đó cổ không bao giờ cổ nói tôi cái chuyện đó đó, chứ còn hồi đó mà cổ nói tôi đó là tôi thất cử đó là tôi đã tống cổ về, chị tống dây cổ về với lại thằng chồng điên của cổ rồi. Rồi Kellyanne Conway cũng lên đài Fox cũng được phỏng vấn, thì Kellyanne tuyên bố là không có cái thứ vaccine nào mà có thể ngừa được cái bệnh điên, những cơn điên của Donald Trump hết. Thành ra bây giờ chúng ta nè, có cái thở đời nào mình có thể nghĩ rằng là Mike Pence á, mà can đảm tới mức độ mà chỉ trích Donald Trump, rồi DeSantis mọi người đều đều chỉ trích hết. Còn thêm một cái tin vui nữa là Donald Trump bây giờ nó rò rỉ rằng là cách đây một thời gian cũng gần đây thôi, Donald Trump đã lên cơn mà nói rằng là những cái người nào mà ra ứng cử đó thì phải tuyên thệ là nếu đắc cử phải pardon cho Donald Trump. Thành ra có những thứ mình tưởng ở trên đời không bao giờ có thể có, nhưng mà đối với Donald Trump nó sẽ xảy ra. Covid có thể ngừa được, có thể có vaccine, chứ còn cơn điên của Donald Trump thì xin miễn. Nhưng mà Hương Giang thấy là cũng enjoy ở cái chỗ là nó làm cho tình hình chính trị Hoa Kỳ, ok, tình hình nếu mà mình nhìn vào cái góc độ mà nó tiêu cực thì nó chia rẽ cái quốc gia này, chưa bao giờ quốc gia nào bị chia rẽ mà nó sâu sắc như vậy, nó phân cực dữ dội. Nhưng mà nhìn vào cái khía cạnh tích cực thì nó tạo một môi trường chính trị rất là sôi động, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gọi là controversial, tức là đây là một chính trị gia mà nó hay hay không phải là một Tình cả chính trị ghê. gia traditional, đúng không? Cho nên Đúng. cho nên hai cái mặt đó thì Hương Nhan thấy cũng có, mà có cái negative mà cũng có cái positive là như vậy.
À, nhưng mà nói về cái vụ những cái đôi sót, đôi vớ của ông Clinton là hình như là vào những năm mà ông Clinton mới nhậm chức, đúng không anh Duyên? Mới nhậm chức và ông có những cái cuộc phỏng vấn bí mật với một Cái đó nhà là mới mới nhận nhậm chức hay là sắp sửa rời chức chứ phải không? chức. Không, mới nhậm chức, tại vì ông Hương Giang nhớ là hình như ông muốn là có một sử gia sẽ theo dõi để viết về nguyên cả cái nhiệm kỳ của ông á. Cho nên mà ông hình như là ông sử gia này Hương Giang quên mất tên, và ông đã có những cuộc phỏng vấn này được ghi âm, và bí mật cuộc phỏng vấn bí mật, và ông Clinton đã giữ những cái cuốn băng đó, hình như là cũng không có chắc chắn lắm, hình như là nghe nói là giữ ở trong cái drawer, cái ngăn kéo mà đựng vớ, cho nên là có như vậy. Thì sau này thì nhà sử gia này đã dùng những cái thông tin trong đó viết một cái cuốn sách về nhiệm kỳ của ông Bill Clinton, rồi sau đó những cái tổ chức mà bảo thủ họ đã khởi kiện, bởi vì họ cho rằng những cái cuốn băng này là những cái cuốn băng mà nó theo cái quy định của đạo luật hồ sơ tổng thống thì Bill Clinton phải giao lại cho chính phủ. Nhưng mà phía nguyên đơn họ đã thua cái vụ kiện này. Họ thua vụ kiện này cho nên là Bill Clinton vẫn giữ được những cái cuốn băng đó. Hương Giang thì không có theo dõi cho nên Hương Giang không có biết cụ thể cái vụ này như thế nào. Nhưng mà cái kết quả nó là như vậy, và ông Donald Trump đã vin vào đó. Nhưng mà thực ra người mà đưa ra cái ý tưởng mà cứ bám víu vào cái vụ những đôi vớ của ông Clinton là Tom Fitton, người mà đã đẩy ông Donald Trump vào đến cái giai đoạn này. Tại vì các luật sư của ông Donald Trump đã có những cái luật sư rất là giỏi, đặc biệt trong đó là Christopher Kyle. Ông đề nghị là phải hợp tác với Bộ Tư pháp, và ông đề nghị là ông sẽ approach Bộ Tư pháp một cách rất là chuyên nghiệp để có thể tìm một lối thoát, tránh một cái bản cáo trạng. Nhưng mà Donald Trump thì nghe những lời của Tom Fitton và những người khác, cho nên nó mới dẫn đến cái cáo buộc ngày hôm nay. Bây giờ anh Duyên, nếu mà sau khi vụ này, bây giờ mình không có biết được là ông Donald Trump có bị kết tội hay không, cái đó chưa thể nói được. Nhưng mà nếu như xong sau khi cái vụ án này được giải quyết xong, thì liệu Bộ Tư pháp họ có trả lại những trong những cái thùng đó? Thì không phải là thùng nào cũng có tài liệu, có một số thùng thì đựng những cái thứ đồ vật cá nhân của ông Donald Trump, thì những cái đồ vật này có được trả lại hay không? Những đồ vật cá nhân mà nó không có dính gì tới văn khố của quốc gia thì chắc chắn là người ta sẽ trả lại. Cái câu trả lời là đương nhiên rồi, là yes. Thật sự ra cũng đã có một phần trả lại rồi, hồi mà cái FBI họ tịch thu xong đó, tới chừng họ xem lại có những cái passport riêng của Donald Trump, tất cả những cái đó thì người ta trả lại, quay trở lại. À, thêm một diễn biến nữa vào ngày hôm nay, thì bà Eileen Cannon, bà đã có một cái bước đi đầu tiên, tại vì bây giờ không có sự thay đổi nữa rồi, bà chắc chắn là vị thẩm phán sẽ giám sát cái vụ này. Mà chúng ta đã biết rồi, bà này không có kinh nghiệm, như Hương Giang chia sẻ với quý vị là từ 2000 tháng 11 năm 2020 cho đến nay thì bà thụ bà giải quyết những cái khoảng 224 vụ án hình sự, nhưng mà chỉ có 4 vụ thôi mới đem ra xét xử, còn toàn lại là thỏa thuận. Bà không có kinh nghiệm về hình sự, nhưng ngày hôm nay bà đưa ra một cái lệnh tòa đơn duyên là yêu cầu tất cả các luật sư, những luật sư nào liên quan đến hồ sơ, hoặc là trong tương lai, tức là tất cả những luật sư đều phải liên lạc với Bộ Tư pháp. Cái hạn chót là vào ngày hôm nay, ngày thứ sáu, liên lạc với Bộ Tư pháp để xin được miễn trừ an ninh, thì nó giải quyết cái vụ này, bởi vì đây là cái vụ mà liên quan đến hồ sơ mật của chính phủ, thông tin về an ninh quốc phòng. Bây giờ cái câu hỏi mà Hương Giang dành cho anh Duyên, cái thủ tục bà Eileen làm thì đồng ý là đúng rồi, nhưng mà đối với Ward Nota thì sao? Bởi vì đây là người này đó, các luật sư có thể xin được cái miễn trừ an ninh, Hương Giang hiểu được điều đó. Nhưng mà Wanota là một người thường dân bình thường, liệu có xin được, có bắt buộc là Wanota phải xin được cái miễn trừ an ninh hay không? Tại vì nhân vật này cũng là một bị cáo trong cái vụ này. Nota đó là cho tới giờ phút này cái tội của Nota là di dời những cái hồ sơ mật đó. Vậy thì cái chuyện là Nota có cần phải xem cái nội dung của cái hồ sơ mật đó hay không, nó là một cái vấn đề cần phải tranh cãi. Sở dĩ mà bà thẩm phán Cannon đó, bà nói rằng là tất cả những người luật sư và những cái người nào mà nó liên quan tới cái hồ sơ này
mà gọi là cần phải đọc mấy hồ sơ này đó thì phải xin cái security, xin cái minh xác về 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 an ninh đó, cái miễn trừ về an ninh đó. Là tại vì bây giờ chẳng hạn như ông nói thí dụ thôi, thí dụ như ông Blanche, ổng là luật sư, mà ổng là luật sư thì ổng có quyền ổng đại diện Donald Trump, mà muốn ổng đại diện Donald Trump mà bên công tố đưa ra nói là Donald Trump bị truy tố bởi vì cái hồ sơ số 1 này nó chứa những cái tài liệu mà gọi là mật, thì bên phía bên bên mà người luật sư biện hộ đó nói rằng là làm sao mà biết là mật, thì tôi phải đọc chứ, nhưng mà cái hồ sơ đó nó mật là bởi vì nó có liên quan tới cái an ninh quốc gia của Mỹ chẳng hạn. Nó chẳng hạn cái nếu anh Duy nói nếu nếu cái tài liệu đó mà nói rằng là nước Mỹ nè, cái nhược điểm của nước Mỹ nè là nếu mà tấn công vào cái số 1, số 2, số 3 đó là Mỹ chưa có sẵn sàng để trả để mà trả đũa, hoặc là Mỹ bị tấn công, Mỹ đủ sức để trả đũa vì Mỹ có những vũ khí số 1, số 2, số 3, mà những cái đó mà lọt vô tay của ông Blanche, rồi sau đó ông Blanche vừa bước ra khỏi phòng họp á, thì là Iran hoặc là Bắc Hàn hoặc là Trung Quốc nó cho người liên lạc và nói là nếu mà trao đổi cái tài liệu đó chúng tôi sẽ sẵn sàng, chúng tôi đưa ông một số tiền, nghĩa là người ta mua đức. Cái đó là mà chúng ta nên nhớ là những cái thông tin này nó quan hệ gì, nó quan hệ tới sinh mệnh của dân Mỹ, nó quan hệ tới sinh mệnh của người làm tình báo cho Mỹ. Thì chúng ta cứ tưởng tượng là nếu mà giả sử một ông luật sư ông đọc được một cái hồ sơ nói rằng là có những người tình báo của Mỹ làm việc với những người tình báo của Trung Quốc, có làm việc với một cái mạng tình báo của Trung Quốc, mà bây giờ ông luật sư đó ông chỉ cần đưa tên của những người điệp viên ở bên Trung Quốc làm việc cho Mỹ thì có nghĩa là mình giết người ta rồi. Và chính vì cái điểm đó cho nên phải có được cái clearance. Cái điều đó là điều quan trọng, cho nên những điều gì mà bà Eileen Cannon này bà làm đó không phải là cái quyết định gì cao siêu cả, nó là một cái very routine, chỉ thế như vậy thôi. Vậy thì hỏi rằng cái tay Ward Nota bây giờ là đang bị cái tội là di dời những cái thùng âm mưu với Donald Trump. Vậy thì để mà Ward Nota mà biện hộ đó thì chính Ward Nota hay là chính Donald Trump có cần xem cái tài liệu đó hay không? Chưa chắc. Những người luật sư thì yes. Donald Trump thì vì Donald Trump là tổng thống mà đã là cựu tổng thống thì đã có cái clearance rồi, mà ngay cả cái chuyện mà có cái clearance rồi đi nữa đó, có thể là những người mà những cái người thẩm phán mà đúng đắn đó họ sẽ block, tại vì cái cẩu thả của Donald Trump nó đe dọa cho tới sinh mạng của những người Mỹ. Chúng ta chờ coi là tòa có cấm hay không. Vậy thì cái câu hỏi của Hương Giang là ai sẽ là bị cái bị đòi cái clearance đó, chúng ta sẽ chờ cái diễn biến của cái vụ này, và nếu mà có những hồ sơ mà bên phía công tố mà họ mua không muốn cho một số người nào đó xem đó, họ có thể họ làm cái motion với tòa, thì đó chúng ta giải thích với nhau về cái vấn đề cái clearance, cái hồ sơ mật là như vậy. Nhưng mà hồi nãy khi mà Hương Giang nói rằng là chắc chắn là bà Eileen Cannon sẽ là luật sư ô sẽ là thẩm phán của cái hồ sơ này đó, cái đó chưa có chắc chắn, hoàn toàn cho tới giờ phút này chưa có chắc chắn là, hả hả nói sao Do mà lý cho đến do đây chưa cái chắc là bởi vì đọc chúng ta đọc cái thứ nhất là đọc một cái bài báo và đồng thời nghe những cái người luật gia cái dạng cỡ ông Lawrence Wright, cái dạng cỡ Glenn Kirshner rồi họ nói đó, thì luật có một cái điều khoản mà có lẽ là Hương Giang ghi xuống rồi một chút xíu sẽ thấy cái điều khoản đó là điều khoản số 455 bộ bộ gọi là bộ luật về tố tụng hình sự, tức là 28 USC 455. Trong đó nó nói gì? Nó nói nếu mà một cái người thẩm phán mà có một cái dấu hiệu là bias, có nghĩa là thiên vị, và impartial, không có impartial nữa, có nghĩa là không có fair nữa, mà nó nghiêng về một phía nào đó, thì người thẩm phán đó phải recuse.
Luật nó nói rõ như thế. À, nhưng mà cho đến giờ mình không có thấy dấu hiệu của bà Lincoln Riskill, mà Hương Nhan đọc thì cái luật này nó cũng đưa ra một cái option nữa là Là Jack Smith có thể yêu cầu đó là cái câu mà sắp tới, bởi vậy thì đó, Smith cái có câu sắp thể yêu tới là cầu, như nhưng mà thế, bây giờ Hương Nhan không có thấy dấu hiệu nào của hai bên hết. chưa thấy dấu hiệu chứ không phải là không thấy, là tại vì cho tới bây giờ chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà khởi tố mới có xảy ra hôm thứ ba thôi, bữa nay là thứ sáu, mới có 3 ngày thôi. Và chắc chắn một điều, mà cái điều đó có lý do tin, là cái luật mà 455 nó rõ tới mức độ là bà này trước đây cũng ở trong cái hồ sơ này, bà đã làm những cái phán quyết, mà những cái phán quyết đó hoàn toàn đi ngược lại những cái nguyên tắc căn bản của pháp lý. Tự nhiên FBI mà tịch thu hồ sơ, tức là thi hành lệnh tòa tịch thu cái hồ sơ đó, bây giờ bà nói bà blog không có cho FBI nhìn. Chính vì như vậy mà lên tới cái tòa số 11, bà bị xé nát hết, bà bị khiển trách nặng nữa. Cho nên cái vi phạm của bà là một cái vi phạm vô cùng controversial, vô cùng serious. Nếu mà bây giờ ông Jack Smith chỉ cần đưa cái motion nói với tòa, xin với tòa rằng là những cái hành động trong quá khứ gần đây của bà nó là hội đủ những cái yếu tố để mà bà này xứng đáng phải recuse, mà bà không tự recuse, chúng tôi làm cái motion, mà khi mà ông Jack Smith ông làm đó thì cái motion của ông không có nộp vô cái tòa của bà Eileen Cannon, ông nộp lên trên cái tòa số 11, thì tòa số 11 cái power của họ hơn cái power của bà Eileen Cannon, và tòa số 11 đã từng chứng kiến những cái hành động rất là phi pháp của bà Eileen Cannon. Tất cả những người luật gia mà người ta góp ý đó, tới bây giờ anh Duyên nghe và cũng đồng ý là có rất nhiều lý do để mà bà Eileen Cannon, nếu bà không tự recuse thì dựa theo luật bà phải bị recuse. Bà anh Duyên trở lại, Bà có thể kháng án hay không? bà không có quyền kháng án. Cái, đây 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 không đây không không phải nên nhớ nè, cái chuyện mà chúng ta nói gọi là kháng án đó là khi nào chúng ta làm một party, chúng ta là một một trong cái phe đó, và khi mà chúng ta là một trong cái phe đó đó thì chúng ta bị xử, đó là tôi sẽ bị xử ức hiếp thì tôi kháng án. Chứ còn bà này bây giờ bà cái đây là cái sự bổ nhiệm của bà để bà mà bà preside, bà oversee trong cái case này, mà nếu ở ở trên người ta dựa theo luật mà người ta nói là bà không có qualify, bà không có đủ tư cách để mà xử cái case này, bà thiệt hại cái gì? Bà không làm thì người khác xử. Còn nếu mà bà claim mà nói là tôi quá thiệt hại, khi mà bà nói bà quá thiệt hại có nghĩa là bà có interest ở trong cái case này, mà bà có interest trong cái case này đó, thì bà lại càng khẳng định một điều nữa là bà không thể nào impartial được hết á. Khi một vị quan tòa mà xử một cái case là vị quan tòa đó hoàn toàn không có interest ở trong cái case này mới được. Ngõ nào đi nữa, anh Duyên vẫn tin rằng là dựa theo ý kiến các luật gia và cái áp lực ở trong cái giới làm luật, và nhất là cái case này nó liên quan tới một vị cựu tổng thống, đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử Mỹ mà có cái chuyện này, và đồng thời nó liên quan tới cái an ninh của chính nước Mỹ, nó là national security nữa, chắc chắn là bên phía Bộ Tư pháp họ không có ngần ngại gì mà họ recuse bà thẩm phán này hết. Chúng ta chờ xem. Anh Nhân quay trở lại. Nghĩ vậy, nhưng mà Hương Giang nghĩ là cũng có thể là tại vì cũng có thể Bộ Tư pháp họ sẽ không có đưa ra hành động nào cả, tại vì bây giờ cái vụ này là cái vụ mà nó sẽ đem lại những cái khuấy động về chính trị rất là lớn, và nó bây giờ nó đang được xăm soi, nó có ý nghĩa về mặt chính trị rất là nhiều. Cho nên Bộ Tư pháp, nếu như mà Jack Smith, Hương Giang nghĩ là nếu như mà ổng quyết định là ổng đệ đơn lên tòa để yêu cầu bà này rút, thì nó sẽ dẫn đến một cái câu hỏi ở bên ngoài, tức là họ sẽ tạo ra được thêm một cái tình hình bất ổn nó đã có rồi, bây giờ họ sẽ tạo ra thêm nữa là ở đây Bộ Tư pháp không có thiên vị ở trong này, họ không có muốn, tức là bây giờ lâu nay họ đã bị chỉ trích về cái cuộc điều tra này rồi,
ở bên phía ông Donald Trump, đồng minh của ông Donald Trump, cho rằng là không có, họ bất công với ông Donald Trump, thiếu nhân nghĩ là có một phần nào đó khả năng bộ tư pháp họ sẽ không có đưa ra bất cứ Cái một phần đó nhỏ lắm, cái phần đó nhỏ lắm ở chỗ này nè. Nếu mà giả sử một cái vị quan tòa mà impartial, có nghĩa là vị quan tòa đó fair, vậy mà làm nỗ lực để loại người ta không có căn cứ gì đó, thì cái động thái đó nó vô cùng chính trị. Mà cái động thái mà vô cùng chính trị đó thì tòa số 11 cũng bác anyway. Còn đằng này, chính bà này bả là cái người khởi động, bả làm bậy. Tôi Bộ Tư pháp vì vì cái công lý và vì cái lẽ công bằng cho nước Mỹ, tôi yêu cầu là tôi loại cái người impartial. Còn cái người khác mà được cử bô tôi chưa có biết, mà làm sao tôi biết được cái vị thẩm phán mới là ai? Cho nên chúng ta nói rằng là vì lý do chính trị mà bứng bà Eileen Cannon đó, thì cái lý do đó vô cùng yếu. Và nhất là Bộ Tư pháp có quyền xin, cái quyết định vẫn là của tòa số 11. Vậy thì cho dù ở bên ngoài có nói gì, cái phía của Donald Trump nói cái gì thì họ cũng chỉ trích đó, đó. Cho nên cái tòa số 11 là cái tòa mà trên trên bà Eileen Cannon, trên luôn cả Bộ Tư pháp, và họ nói rằng là cái lý luận của Bộ Tư pháp là chính đáng mà họ loại bà Eileen Cannon đó, thì cái đám của Donald Trump muốn nói gì thì nói ngay bây giờ. Mà họ vẫn còn nói là witch hunt nữa mà, tức là trời ơi, săn săn phù thủy mà. Cho nên cái hay nhất đó là nếu mà anh Duyên mà được mời đi đi đứng để mà ủng hộ Donald Trump đó, thì cái bản witch hunt sau lưng Donald Trump đó bây giờ nó hết hình rồi, nó là truy tố rồi. Mà anh bỏ chữ hình thì anh sau cái bản đó, đứng sau cái đầu của ông Donald Trump có cái bản của anh Duyên để là witch 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 Dạ thưa quý vị, tôi nghĩ là chia sẻ một chút xíu, đó là thực ra theo ông chánh thẩm, Hương Nha có đọc lời của ông, theo ông chánh thẩm của tòa Miami, mà quý vị phải nhớ tòa Miami họ xử một số vụ rất là lớn. Ông chánh thẩm ông nói ngoài bà Eileen Cannon thì còn ít nhất là 5 vị thẩm phán active nữa đều có thể lãnh cái vụ này, nhưng mà cái chuyện mà nó bổ nhiệm bằng computer randomly á thì nó rơi vào bà Eileen Cannon. Sở dĩ mà bà có cái chance cao hơn một chút những vị thẩm phán khác, tại vì bà phụ trách cái khu vực mà nó bao trùm Palm Beach, tức là nó bao trùm cái khu vực mà có cái Mar-a-Lago. Chính vì vậy mà khi Bộ Tư pháp họ quyết định là đưa cái vụ án này về truy tố tại Florida là họ muốn tránh những cái vấn đề như Hương Nhan chia sẻ là vấn đề về venue lần trước anh Duyên với Gia Hương Nhan có nhắc rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa là Donald Trump có thể tận dụng một cái lập luận mặc dù không có vững chắc nhưng Bộ Tư pháp họ muốn loại hết, đó là lúc vào ngày 20 tháng 1 lúc ông Joe Biden chưa có tuyên thệ nhậm chức thì nó có một cái khoảng trống, khi mà Donald Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc thì nó có khoảng trống mấy tiếng đồng hồ, Donald Trump có thể tận dụng cái khoảng mấy tiếng đồng hồ đó. Đó là lý do mà họ đưa về, một trong một vài lý do trong rất là nhiều lý do họ đưa về Florida, nhưng mà họ họ nghĩ rằng cái xác suất mà rơi vào tay bà Eileen Cannon rất là thấp, nhưng mà cuối cùng thì đã được. Bây giờ trước mắt là nằm trong tay bà Eileen Cannon, nhưng mà chúng ta chờ xem Hương Giang với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cá độ cá độ anh nhiều Rồi. ha cá độ xem thử như thế nào. Nhưng mà Cá lần độ là nếu mà Hương Giang thắng thì anh Duyên sẽ bị treo giò 6 thôi 6 thằng lầu lắm, tháng. 6 thằng lầu lắm. Hương Giang không biết là quý vị có cần nụ cười của anh Duyên không, chứ Hương Giang cần lắm. Hương Giang cần lắm, một tuần làm việc của Hương Giang căng thẳng lắm, cho nên Hương Giang chờ thứ sáu cần lắm, cần lắm. 6 tháng hơi bị lâu. Nhưng mà anh Duyên lần trước là Hương Giang có nói là Hương Giang chờ đến chương trình tuần này để anh Duyên phản biện. Bây giờ như Hương Giang nói hồi nãy là giới ủng hộ ông Donald Trump, đồng minh của ông Donald Trump cho rằng Bộ Tư pháp nói chung dưới bất cứ ai kỳ cái chính quyền nào đã rất là thiên kiến, rất là định kiến. Tại sao Joe Biden cũng giữ tài liệu mật? Tại sao Mike Pence cũng giữ tài liệu mật? Especially Hillary Clinton, mấy chục ngàn email biến hết. Thì họ lại không có bị, họ bị điều tra nhưng mà họ không có bị truy tố, họ không có đối diện một cái bản cáo trạng, mà Donald Trump lại đối diện với cái bản cáo trạng. Anh Duyên phản biện.
Joe Biden và Mike Pence giống nhau, vừa thấy cái tài liệu mật là lập tức báo cho archive, rồi báo cho Bộ Tư pháp, người ta tới người ta lấy, rồi người ta nói là nhưng mà chúng tôi muốn chắc chắn là không còn nữa, và xin mời các ông cứ làm. Người ta là hợp tác đầy đủ, thành ra hai ông này thiếu cái, không có cái yếu tố mà willful đó, có nghĩa là cố tình đó, thì không có cái yếu tố cấu thành tội phạm. Donald Trump từ đầu cho tới cuối, mà cho tới cả bây giờ nữa, sau khi bị truy tố rồi vẫn đi ra gào lên cái đó là cái đồ của tôi. Hai cái chuyện đó, đây là một cái thí dụ đơn giản, là tới nhà bạn chơi nhậu say cầm về, quên cầm lộn cái món đó, tưởng là của mình cầm về, tới chừng nhìn ra không phải của mình, gọi bạn là tôi xin lỗi, tôi đem tới tôi trả. Người bạn nói ok trả thì tôi nhận lại, và đồng thời kiếm hết, cũng trong nhà cũng không còn gì hết, cảm ơn. Với lại một cái người nữa là không, cái đồng hồ Rolex hồi nãy mà tôi cầm về đó là của tôi, là tại vì khi mà tôi ngồi đó tôi lấy, mà tôi giữ đâu khoảng chừng 15 phút nửa tiếng, mà tôi giữ mà nó lâu đủ như vậy nó trở thành của tôi rồi. Và khi tôi đem về tới nhà đó, tôi dùng cái quyền của tôi, cái power của tôi, là tôi disown ông, tôi loại bỏ cái quyền làm chủ của ông, nó trở thành của tôi. Cái tài liệu này là tài liệu của nhà nước, của quốc gia, mà nói là tôi decertify nó, có nghĩa là tôi disown nhà nước cho nó trở thành cái của tôi. Những cái lý luận mà BS như vậy, mà ngay cả chính Bill Barr, ngay cả chính John Bolton, ngay cả Mike Pompeo, ngay cả Mike Pence đều lên án, thì biết là Donald Trump chỉ có cái tài nói càn thôi. Còn quay trở lại với Hillary, 33.000 cái email đó, thực sự lúc mà gì đó, Hillary đó, khi bà đang làm ngoại trưởng, sở dĩ mà bà có cái server riêng là bởi vì cái cẩu thả của bà không có thấy cái đó là nguy hiểm, là bởi vì trong lúc mà bà gửi email đó, có email cá nhân và email mà của Bộ Ngoại giao, vì cái tiện lợi bà xài cái server riêng của bà. Nhưng mà trong đó bà có gửi đi mấy cái email mà nó có liên quan tới những cái thông tin mật, không phải tài liệu nữa, mà những cái thông tin mật nằm trong đó. 33.000 cái email của bà, khi mà bên Bộ Tư pháp nói là chúng tôi biết là bà xài cái server riêng, staff của bà sẵn sàng nộp 33.000 cái email đó, Bộ Tư pháp tức là FBI đó cài nát qua 33.000 cái email đó, có lại trong đó 110 cái email chứa thông tin mật, 110 trong 33.000. Nhưng mà bà có làm bậy. Đây là cái câu của James Comey nói nè: chúng tôi đã điều tra rất kỹ. Chúng ta nên nhớ là James Comey là người Đảng Cộng hòa nha, mà nói rằng là không có một cái người công tố viên nào mà có thể reasonably, là mà hợp lý đó, mà có thể truy tố Hillary được, là tại vì thiếu cái chữ willful mà nãy anh Duyên nói đó, cái cố tình. Mà không có cái yếu tố đó thì không đủ cái cấu cái yếu tố cấu thành tội phạm. Vậy đó mà James Comey tháng 7 là báo là chúng tôi điều tra xong rồi, bầu cử sắp tới rồi, cũng tuyên bố luôn xong rồi, không điều tra nữa. 11 ngày trước khi cái cuộc bầu cử, James Comey còn đi ra nói với lại mọi người: à, tụi tôi mới vừa tìm thêm một số email ở trong tay của một người chồng của cái bà mà trợ tá của người này, cho nên chúng tôi mở lại cái cuộc điều tra. Hại bà Hillary rất là nặng. Nó mở cuộc điều tra rồi sao nữa, 3 ngày sau là chúng tôi xem hết cái đống hồ sơ, cái đống email đó rồi, không có cái gì mà gọi là hại cho quốc gia, hoặc là không có vi phạm luật gì, cho nên chúng tôi đóng hồ sơ, mở hồ sơ rồi đóng hồ sơ lại. Chính vì cái chuyện đó cho nên nó góp phần, anh Duy nói không phải là chỉ có cái chuyện đó đâu, nhiều lý do lắm, nó góp phần nó đưa cái thằng khùng lên làm tổng thống. Mà thôi thì cũng may, giống như Hương Giang nói vậy đó, nhờ có cái thằng khùng nó lên như vậy cho nên có 4 năm chúng ta nhìn rõ hết những cái sơ sót của luật pháp Mỹ, và đến mức độ mà một cái tay mà nó, chúng ta tưởng tượng đi, nó nói láo từ trái sang phải,
vẫn có người tin. Nó nói nó muốn ngủ với con gái của nó, vẫn có người thờ. Nó nói là nó gặp phụ nữ, nó chụp bóc hốt tùm lum, nó là thánh. Cho tới bây giờ, Mỹ cũng có, Việt Nam cũng có, vẫn tôn nó là thánh. Nhờ Donald Trump, anh Duyên mới nhìn rõ cái cuộc đời hơn. Lang thang trên trái đất này mấy chục năm rồi mà chưa thấy hết. Nhờ có Donald Trump thấy thêm một chút, quay trở lại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhưng mà nhắc tới ông Donald Trump, ông này ông vui lắm. Hôm bữa vừa rồi đó, sau cái phim mà buộc tội ở Miami, ông ra khỏi tòa thì ông ghé vào cái khu khu Little Havana, ông ghé vào một cái nhà hàng, tại vì ông muốn khuấy động và muốn lấy cái lá phiếu của cử tri gốc Cuba. À, và lúc vào đó thì mọi người, những người ủng hộ ông Donald Trump chờ đó, họ phấn khích lắm. Và Donald Trump có nói là hôm nay ông sẽ bao toàn bộ nhà hàng, trả tiền hết tất cả mọi người. 15 phút sau ông biến mất tiêu. Ngày hôm nay Nhưng thiên mà hạ. họ mà đây mới là lạ nè. Bây giờ hỏi chính mấy cái ông Cuba mà chủ nhà hàng đó đó, mấy ông Cuba nghĩa là mình bị đãi người ta ăn rồi mà bây giờ không ai trả tiền cả. Vậy chứ tối cũng đi xì xụp vô cái đưa hình của Donald Trump lên cũng lại mấy cái máy lại đó. Cái mấy người đó nó cái khùng mẹ nó hết trơn rồi. Quay trở lại. Thực ra đó anh, thực ra thì Hương Giang nghĩ như vậy. Ủng hộ ai thì đó là quyền của quý vị, và Hương Giang cũng tôn trọng cái quyền của quý vị. Nhưng mà Hương Giang chỉ có kêu gọi quý vị là luôn luôn chuẩn bị cho mình kiến thức. Kiến thức không phải là chỉ trong chính trị, mà kiến thức ngay cả đời thường nữa, để mình biết được cái nào đúng, cái nào sai. Khỏi khuyên, tại vì anh Duyên biết rồi đó, là mấy ông đó, mấy ông nói là hồi xưa đó tôi nghe là thế mà cha mà đòi ngủ mà còn khoe đòi ngủ với con gái tôi thấy kỳ lắm, bây giờ tôi chuẩn bị kiến thức mà tôi nghe Donald Trump nói giờ tôi thấy hết kỳ rồi. Đây đây là cái mà anh Duyên gây tởm nè. Anh Duyên nói là trong cái cuộc chiến tranh của miền Nam miền Bắc đó, miền Nam là phe thua cuộc, nhưng mà ít ra chúng ta thua cuộc đó. Đó là cuộc chiến tranh, nhưng mà cái giá trị con người phải cho thấy là con người của chúng ta đó nó còn một chút nào đó nó gọi là nhân cách. Bây giờ anh nghe những cái tay như là Hoàng Đức Nhã với Nguyễn Văn Khanh mà vẫn còn ca tụng Donald Trump đó, anh nói oh my gosh, miền Nam của chúng tôi có những cái ông bộ trưởng như Hoàng Đức Nhã đó hay sao đó, anh rất là giật mình, thực tình mà nói giật mình đó, nghiến răng là vì cái chuyện đó. Quay trở lại. Thực ra bây giờ Hương Giang nghĩ là nếu mà cuồng, trở nên cuồng tín bất cứ một điều gì, bất cứ ai thì cũng là điều không có tốt. Và Hương Giang biết là ngay cả những người ủng hộ ông Joe Biden đi chăng nữa cũng có một số ít, ít hơn nhưng mà có chứ không phải là không có, cũng cuồng ông Joe Biden. Và cuồng chống Trump cũng có, những một khi nào mà quý vị bước lên cái mức, cái level mà đã trở thành cuồng rồi thì coi như quý vị mất hết lý trí thì mất hết lý trí. Ngay cả chứ không phải là nói chỉ có cuồng Trump đâu, cũng có người cuồng Biden đó anh Duyên. Hương Giang biết có người cuồng Biden, thậm chí là những cái bước đi của ông Joe Biden mình thấy rõ cái sự lộn xộn, mình thấy rõ là cái chật vật của ổng, nhưng mà người ta vẫn vẫn bênh vực. Thì cái điều đó là cái điều không nên. Một khi đã bước vào cái level mà gọi cuồng rồi thì mình mất lý trí, là cái điều mà Hương Giang muốn nhắn gửi quý vị. Nhưng mà bây giờ anh Duyên, nếu mà cộng tất cả những cái mình đặt trường hợp là 37 tội danh đó đều bị kết tội, và nếu mà áp dụng theo cái khung hình phạt cao nhất thì tổng cộng lên là đến 400 năm tù, 400 năm tù cho ông Donald Trump, còn Juan Nota thì có thể là 20 năm tù. Nhưng mà thực ra những cái bản án như vậy Hương Giang theo dõi đó thì nó không bao giờ là ở trong cái khung hình phạt maximum cả. Nhưng mà anh Duyên nghĩ là ông Donald Trump có thể là dính án tù hay không? Cái nếu mà dựa theo facts và Dạ, law những gì mà hiện nay mình đang có. đó, luật và sự kiện, thì Donald Trump dính tội không thoát được. Mà cái câu đó nó không phải một mình anh Duyên nói nữa, mà ngay cả những cái người luật gia không có ghét gì Trump hết, thậm chí có những người luật gia mà cuồng Trump đi nữa, cái dạng của Bill Barr, cái dạng của Mike Pence đi nữa đó, mà Mike Pence sẽ phải là luật gia, John Bolton này nó vân vân, vẫn nói là bị tội. Còn cái hỏi là bị tội cái bản án bao lâu thì chúng ta không biết, sẽ phải phải chờ cái kết quả xử, là tại vì cho tới giờ phút này
Donald Trump được presume, được xem như là vô tội chừng nào cái bồi thẩm đoàn xử rồi cái lúc đó tính sao. Nhưng mà nếu mà bất kỳ một cái người, một cá nhân nào không phải là Donald Trump mà bị tội đó thì sẽ bị án tù lâu hay mau gì không biết, nhưng mà cái án tù đó, cái hình phạt nó khác nhau lắm, có thể là cho đeo còng điện tử ở nhà, hay là tóm lại là có nhiều cái cách mà gọi là phạt theo cái khung hình phạt nặng nhẹ, và có nhiều cái cách mà nó tùy theo cái thực tế của cuộc sống lắm. Chờ chúng ta chờ xem coi như thế nào mới trả lời. Hương Giang nhớ là ngày 1 tháng 6 vừa rồi đó, chính phủ Hoa Kỳ, trước đó thì chính phủ Hoa Kỳ kết tội ông Bertram, tức là cựu trung tá không lực đó, đem hồ sơ tài liệu về nhà. 3 năm tù. 3 năm tù hay 3 năm rưỡi anh Duyên? Thì Đó, 3 năm, 3 năm rưỡi mới gì đó. À, nhất. Cái khoảng đó là mới nhất. Rồi hồi tháng 4 cũng có thêm một vụ nữa, cũng lãnh án tù. Rồi năm 2018 thì chúng ta còn nhớ đó là người Việt Nam, Nghĩa Hoàng Phó, người Việt Nam hình như là lãnh đến 8 năm tù luôn á. Ông này là ông làm cho cơ quan quốc gia mà ông cũng đem tài liệu mật về. Thì nếu mà dựa vào tất cả những hồ sơ đó, chẳng hạn như là hai cựu giám đốc của CIA là ông anh Duyên hay nhắc đó là ông David Petraeus với lại ông John Dutch, thì hai người này cũng lãnh án tù. Cho nên là những cái người nào mà đang biện hộ cho ông Donald Trump thì quý vị phải cân nhắc cái điều này. Tất cả những người mà Hương Giang liệt kê đó, danh sách rất là nhiều. Tuần sau có thêm một nhà phân tích của FBI nữa, bà cũng sẽ lãnh án tù, cũng đem tài liệu về nhà ở tiểu bang Kansas. Thì cái danh sách này nó dài lắm. Tất cả những người đó đều bị lãnh cái cáo trạng tương tự giống như ông Donald Trump và họ đều lãnh án tù. Cho nên quý vị không thể nào nói là ở đây là định kiến, là thiên kiến, mà cái vụ của ông Donald Trump là tài liệu mật và tối mật nữa. nè, khoan, Hương Giang nói là quý vị không thể nói, thì họ sẽ trả lời là người khác không thể nói chứ cuồng trăm chúng tôi nói được. Nhưng mà anh Dương, Hương Giang cũng không có đồng ý với những cái ý kiến, chẳng hạn như là những người họ cuồng chống Trump thì họ bảo là Jack Smith và Merrick Garland bắt buộc phải kết tội được Trump, bắt buộc phải truy tố Trump. Cái đó nó không phải là bắt buộc. Nếu mà dùng từ bắt buộc thì Hương Giang không có đồng ý, tại vì phải dựa trên fact và dựa theo luật chứ không có phải là bắt buộc. Đó là ý kiến của Hương Giang. Bây giờ Hương Giang lại nhìn đồng hồ nữa rồi. Còn có mấy phút. Đồng hồ Hương Giang hiểu gì? Đồng hồ Hương Giang Rolex nói chật, có một bản tin nó chật đường ray một chút xíu. Mấy ngày vừa rồi thì quý vị có thể biết là ở New York thì một đại bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố hình như Penny, John Penny, cựu cựu quân nhân thủy quân lục chiến, người đã kẹp cổ một người homeless, một người vô gia cư trên xe lửa, và người vô gia cư này đã qua đời, Nearly qua đời. Thì bây giờ mới đây thì đại bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố cái tội ngộ sát mức độ 2. Bây giờ Hương Giang hỏi anh Duyên, ông luật sư biện hộ, ông bảo rằng ông cảm ơn và đánh giá cao là công tác làm việc của đại bồi thẩm đoàn, nhưng mà tiêu chuẩn đại bồi thẩm đoàn, cái tội đó nó khác với tiêu chuẩn bồi thẩm đoàn xét xử, đúng hay sai? Đúng. Đại bồi thẩm đoàn đó là chỉ cần 50% thôi. Tại vì lúc đó chưa nói là người này có tội, nói rằng là có đủ cái lý do để mà khởi tố người này hay không. Thành ra để có đủ lý do khởi tố hay không, nó không có cần cái 100%, không có cần cái gọi là beyond reasonable doubt. Chỉ cần có một cái probable cause, chỉ cần 50% được rồi. Cho nên cái đại bồi thẩm đoàn giải thích hoài đó là có là tất cả là 23 vị, thì chỉ cần 12 vị mà bỏ phiếu yes đó là khởi tố ông này. Nhưng mà khi khởi tố ông này đó, chị ông này bị khởi tố nhưng mà ông vẫn còn là innocent, ông vẫn được presume innocent, rồi mới nó mới sau đó mới đi ra cái bồi thẩm đoàn xét xử. Bồi thẩm đoàn xét xử thì có 12 vị, mà nếu mà muốn truy tố, muốn kết tội ông này, muốn convict ông này đó, thì 12 phiếu đó là phải là 12 phiếu trắng, 12 chống zero. Quay trở lại. Như vậy là đối với hình sự thì bao giờ nó cũng cái tiêu chuẩn bao giờ nó cũng gắt cao hơn rất là nhiều.
Đúng rồi. À, đúng không anh Duyên? Đúng À, vậy. dạ. Và bây giờ anh Duyên, cháu Hương Giang hỏi là kế toán luật sư của ông Donald Trump thì bây giờ có hai luật sư chính, đó là ông Christopher Kyle với là ông Todd Blanche. Hai ông này thì chúng ta biết giỏi rồi. Nhưng mà tại sao họ vẫn muốn tìm thêm luật sư? Và Thực bây giờ ra họ đang gặp rất là khó khăn, tại vì một số luật sư giỏi, theo như Hương Giang được biết là họ đã liên lạc tới một một số luật sư giỏi, và cái nhiệm vụ này thì được giao cho ông Christopher, ông Kyle, bởi vì ông Kyle từng là tổng biện lý sự vụ ở Florida, cho nên cái contact của ông rất là nhiều. tại sao cần nhiều luật sư trên những luật sư nào mà có tham gia vào các cái thủ tục tố tụng đó mới hiểu rằng là thí dụ bình thường một cái vụ nó nhẹ thôi hay là nó chỉ là một vấn đề thôi đó thì một luật sư một hồ sơ được rồi. Còn đây chúng ta hãy cứ tưởng tượng là trong cái vụ này đó là nó gồm có mấy trăm thùng tài liệu, bao nhiêu cuộn băng, bao nhiêu người nhân chứng, thì một ông luật sư một ngày ông cũng chỉ có 8 tiếng 10 tiếng, cho ông làm nhiều lắm 12 tiếng đồng hồ, không thể nào đủ hết á. Cho nên một cái vụ như là cái vụ hiện giờ đang xảy ra đối với Donald Trump nè, tối thiểu theo anh Duyên nói nha là phải từ 5 tới 10 luật sư, chứ còn một hai luật sư làm không nổi. Và cứ mỗi một lần mà những cái văn thư mà bên công tố mà họ đưa qua đó thì chia nhau, ok, những cái issue này ông A, những cái issue này bà B, chia nhau. Mà ngay cả bên công tố cũng vậy nữa, một luật sư không bao giờ làm nổi. Chúng ta nên nhớ là để điều tra một cái vụ lớn đó, thì FBI họ có cả một cái đội ngũ luật sư, cho nên khi mà đụng những cái trận lớn như thế này bên nào cũng có nhiều luật sư hết. Trở lại, Anh Duyên, trong 31 trong 31 cái cáo buộc mà cố tình cất giữ hồ sơ thông tin quốc phòng của chính phủ đó, thì 31 cáo buộc này là cho 31 bộ hồ sơ, mà trong đó có 21 bộ hồ sơ là FBI thu được trong cái vụ khám xét ngày 8 tháng 8, còn 10 bộ hồ sơ là phía ông Donald Trump, 10 bộ hồ sơ là do Al Qaeda và FBI họ thu được trước đó. Bây giờ cho Hương Giang hỏi này, bây giờ anh Duyên hãy tự đặt mình anh Duyên, nếu như mà anh Duyên vào lọt được vào cái toán của Christopher Price hay là của ông Todd Blanche đi, thì trong 37 cáo buộc này thì có cáo buộc nào có cái khả năng là họ sẽ đệ thỉnh nguyện yêu cầu bãi bỏ? anh Duyên không có cái facts ở trong tay, thành ra đây đây là những cái căn bản mà để mà gọi là bãi bỏ nè. Nếu mà giả sử trong cái lúc mà họ mà những cái tài liệu mà được là tịch thu và được archive được Bộ Tư pháp mà họ tịch thu đó, có những điều gì mà trong cái thủ tục mà thu hồi hồ sơ lại bên phía bên công tố họ làm sai, thì cái đó mình có coi, thì bên bên phía bên Donald Trump có thể là làm một cái motion, gọi là motion to suppress, có nghĩa là yêu tòa là cái những cái bằng chứng đó đó được suppress, có nghĩa là không có được introduce, không có được đưa vào tòa để dùng làm cái để dùng làm cái bằng chứng buộc tội được. Ngay bây giờ có những cái dữ kiện mà chúng ta không biết, hoặc là có những thứ mà Donald Trump nói ô cái đống hồ sơ này là Donald Trump lót hoàn toàn cho nên họ lấy lại. Còn có những cái hồ sơ mà Donald Trump tự nguyện đưa lại thì đã tự nguyện đưa lại thì thiếu cái yếu tố về cái ý đồ, cái intent đó, thì xin tòa nói là vì không có cái yếu tố ý đồ cho nên cái tài liệu đó, cái hồ sơ đó không được dùng làm nhân chứng để buộc tội. Thì đó là những cái motion trước khi xử đó, là có những cái motion qua lại. Thì có những cái motion nào? Motion to suppress nè, motion to dismiss nè, nhiều cái motion khác nhau, nó dựa trên cái facts của mỗi cái hồ sơ một, cho nên anh Duyên không có câu trả lời được. Quay trở lại. Giờ Hương Giang đưa tiếp để anh Duyên có câu trả lời này. Nếu như mà anh Duyên nằm trong cái toán biện hộ, cơ hội biện hộ nó nằm ở đâu? Cơ hội biện hộ nằm ở đâu là sao? Không không hiểu câu hỏi. Tội danh, 37 tội danh mà bây giờ mình thấy là rõ ràng những cái tội danh nào nó cũng có chứng cứ như vậy, thì họ đưa ra chiến lược biện hộ như thế nào? Cái cơ hội ở đâu?
thì trước hết là chúng ta đọc cái bản cáo trạng rồi xong bắt đầu khi mà gọi là trao đổi đó, hai trước khi mà tới cái phiên xử thì có một cái giai đoạn nó gọi là giai đoạn discovery. À, trao đổi thông tin. Cái giai đoạn discovery đó là trao đổi thông tin, khám phá thông tin. Thì khi mà người ta đưa đây nè, cái tội danh số 1 là nó liên quan tới cái hồ sơ này, thì thí dụ anh Duyên mà được giao cho cái tội danh số 1 thì anh Duyên xem coi là trong cái quá trình thu thập đó, bên phía bên công tố có làm cái gì mà sai cái thủ tục tố tụng hình sự hay không, hoặc là bên phía ông Donald Trump nó có làm cái điều gì mà mình có thể lấy cái yếu tố là cái intent đó nó có đàng hoàng, thành ra không, hoặc là nghĩa là bây giờ không có cái hồ sơ trước mặt mà anh Duy chỉ nói cái lý thuyết chung như thế, thì từng hồ sơ một. Vậy thì hỏi rằng là khi nào là bắt đầu biện hộ từ bây giờ cho tới khi ra trial và những cái motion bắt đầu nộp vô. Giả sử sau khi nộp rồi mà thua đó, thua ở cái phần đầu, nó gọi những cái motion, những cái motion eliminate đó mà mình thua, thì tới khi mà trial lại có thêm một lần nữa là làm sao mà những cái bằng chứng được đưa vào đó, làm sao mà trình bày mà thuyết phục cái bồi thẩm đoàn 12 người đó, lại là thêm một giai đoạn nữa. Cho nên cái việc biện hộ nó khởi đầu từ bây giờ cho tới hết cái giai đoạn pre-trial, rồi tới trial lại có một cái cơ hội là biện hộ trước cái bồi thẩm đoàn. Đó là cái thủ tục tố tụng hình sự đó, nó là như thế. Anh Duyên nhớ nếu như mà có một cái phán quyết rồi thì phía ông Donald Trump sẽ ở là kháng án, và bây giờ họ có thể kéo dài cái vụ án này qua, có thể là qua bầu cử, chúng ta chưa biết được, mặc dù bên Bộ Tư pháp thì họ muốn làm nhanh. Nhưng mà Bộ Tư pháp thì họ có một cái luật bất thành văn là họ sẽ không có làm gì hết đối với những ứng cử viên tranh cử tổng thống mà vòng tổng tuyển cử hình như là 60 ngày đúng không? Nếu như vụ án này nó cho đến lúc đó nó vẫn chưa có kết thúc thì như thế nào? Không phải cái chuyện mà gần ngày tuyển cử đó, cái đó không phải là luật mà nó chỉ là cái policy của Quy định FBI, thành văn một cái quy định thôi, một cái quy định của FBI thôi. Có nghĩa là nếu mà trong vòng 90 ngày trước ngày bầu cử đó thì họ không có công bố, họ làm thì họ vẫn làm nhưng mà họ không có công bố. Thành ra cái hồi mà bà Hillary Clinton chẳng hạn, ông James Comey ông làm mà ông lại công bố thì cái đó là ông bậy, chứ còn phải chi mà ông cứ tiếp tục ông điều tra mà ông đừng công bố thì ông không có sai. Mà một lần nữa cái đó chỉ là cái quy định thôi, thành ra ông sai cái quy định mà ông không có sai luật. Bây giờ trở lại cái vụ của Donald Trump thì bây giờ nó đã được công bố rồi, vậy thì từ đây cho tới ngày 5 tháng 1 của năm tới, bất kỳ một cái điều gì mà nó đang diễn tiến là công chúng đã biết hết rồi thì không có cái lý do gì ngừng hết. Chẳng hạn là cho tới thí dụ tháng 11 là bầu cử, mà cái cuộc điều tra nó kéo dài cho tới tháng 8, tháng 9, hỏi là có ngưng điều tra không? Không, là tại vì chúng tôi không có làm cái gì mà gọi là bùng nổ lên để làm hại cái lá phiếu của ông đó, mọi người đều biết rồi, chúng tôi không có ngừng, chúng tôi sẽ tiếp tục. Còn nếu mà giả sử cái phiên xử mà nó nằm ở trong cái khoảng 90 ngày đó là chúng tôi vẫn tiếp tục xử, bởi vì mọi chuyện nó đã rõ rõ rồi, không phải là vì ông ra bầu cử mà tôi ngưng. Cho nên bây giờ cái ngưng còn lại bây giờ đó cũng chỉ là cái quyết định, cái discretion của Bộ Tư pháp mà thôi, chứ không có một cái luật nào, không có một cái quy chế nào mà ràng buộc họ nữa hết. Nhưng mà như anh Duy nói trở lại đó, tới mà sát bầu cử quá thì trước khi lên lịch để mà xử hay là làm cái gì đó, có thể là đây không phải là một cái policy nhưng mà một cái discretion, một cái cân nhắc vào lúc đó. Có thể người ta nói rằng là nếu mà một tuần nữa bầu cử mà ngày hôm nay lôi ổng ra đứng để mà làm nhân chứng hay là tranh biện trước tòa đó, có thể là nó quá gay gắt đối với một người bị can, họ họ thành ra tự họ vì cái cân nhắc đó mà họ không làm, chứ không phải là vì một cái quy định hay là vì một cái luật gì cả. Như có trả lời. Ví dụ mình cho giả thiết là bây giờ cái vụ án này xét xử nó kéo dài qua đến bầu cử. Chuyện gì xảy ra nếu như mà ông Donald Trump at the end of the day ông bị kết tội, ông bị tuyên án
cho là 1 ngày tù, 2 ngày tù đi, nhưng mà đặt trường hợp là ông tái đắc cử thì sao? Ông sẽ không có bị đi đi tù trong 4 năm đó, trong 4 năm nhiệm kỳ là ông không có bị đi tù đúng không? Cái việc mà đi đi tù đó, trên nguyên tắc không có cái gì cấm ổng không đi tù đó, có nghĩa là tòa án vẫn có thể bắt ổng đi tù, nhưng mà ngay cả ở ổng mà có đang ở trong tù đi nữa, hiến pháp cũng không có cấm ổng làm cái chức vụ tổng thống nữa. Cái đó là cái kẽ hở, cho nên nói cho tận cùng đó là ổng sẽ ngồi ở trong tù, nhưng mà ổng lại hợp với nội các rồi ổng cũng làm điều hành viên Hành điều hành quốc gia. Cho nên một cái giải pháp, nếu mà về tới cái mức độ mà cùng cực như là Hương Giang nói đó, thì ổng có thể là ổng vẫn ở tòa Bạch Ốc rồi cho ổng đeo cái còng điện tử cho nó có hình thức thôi. Tắm thì mất công nó là phải kỹ chút xíu, sợ nó chạm điện rồi nó giật giật rồi tổng thống bị đau chân đại khái. Nhưng mà cái đó thật ra cho tới bây giờ, bởi vì chưa bao giờ xảy ra hết, tất cả những điều chúng ta nói bây giờ đó là giả toàn là giả giả thiết với là giả thuyết với là đủ thuyết thứ, cho nên thì để xem như thế nào. Nhưng mà để cho chúng ta có một cái khái niệm thì anh Duyên chỉ chia sẻ như vậy thôi, còn đoán trước thì không đoán nổi. Thôi nó làm cho tất cả mọi người excited xem thử là diễn biến nó sẽ đi như thế nào. Thực sự là như vậy, trân cái này chưa từng có tiền lệ. Cá nhân Hương Giang cũng rất là muốn xem. trọng. Nói như Michael Cohen thì Hương Giang đồng ý ông ở điểm là ông không có muốn Donald Trump vào tù, nhưng mà làm thì phải chịu trách nhiệm. Đó, cái đó là cái điểm mà Michael Cohen nhấn thì Hương Giang đồng ý. Bây giờ anh Duyên, những phút còn lại, 4 phút còn lại, cái này không phải là một câu hỏi, cái này cũng không phải liên quan gì đến pháp lý. Bây giờ người ta bảo rằng là Hương Giang chỉ muốn nghe ý kiến của anh thôi, là những người, các ứng cử viên của Cộng Hòa tham gia vào cái sân chơi sơ bộ của Cộng Hòa đó năm 2024, bây giờ họ đang đứng giữa chọn lựa luật pháp và trật tự hay là lòng trung thành, đúng không? Thương dân nói tiếp đi, thương dân Là chưa như xong vậy, sao? có một cái ý kiến đưa ra là bây giờ những người đó là họ phải đứng giữa chọn lựa, họ phải đưa ra một chọn lựa, một là lòng trung thành, hai là luật pháp và trật tự, đúng hay không? Và cái lựa chọn của họ Cái lựa chọn anh của họ là nghĩ như như vậy, thế nào? cái lựa chọn của họ là không có luật pháp, không có lòng trung thành, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn mà thôi. Cho nên không, cái đó anh Cái đó là thực tế, cái đó là reality, cái đó là reality. cái đó là reality, và chính vì vậy cho nên những cái người ứng cử viên đó của bên Đảng Cộng Hòa đó, khi nào mà bây giờ khoan nói là cái cá nhân cái tại vì mỗi một người có một cái nhân cách riêng, có người nói rằng là tôi chọn cái luật pháp, tôi chọn cái đất nước. Rồi một cái người thứ hai nói là tôi không cần biết, tôi chọn cái lòng trung thành. Nhưng mà cái đó là do cá tính của từng người, không muốn nói. Nhưng mà nói thực sự mà nói chung đó là cái quyền lợi của họ. Mà bây giờ đây là cái quyền lợi của những người ứng cử viên nè. Họ nói là làm sao, bởi vì bây giờ anh Duyên, thí dụ anh Duyên là DeSantis. Anh Duyên muốn gì? Anh Duyên muốn là Trump phải bị convicted, ở tù hay không không quan trọng, nhưng mà phải bị convicted để mà dẹp đường cho anh Duyên đi. Rồi sau đó thí dụ anh Duyên đắc cử đó, anh Duyên có thể anh Duyên pardon Donald Trump cũng được, nó không sao hết trơn đó. Mà cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ chung của những cái người mà ứng cử viên Haley nè cũng đã tuyên bố thì thẳng dạ. ai ai cũng nói, mà bây giờ mà họ nói rằng là chúng tôi muốn hãy mà đã làm cái gì thì phải chịu accountable đó. Họ nói cái câu đó không phải là vì họ tôn trọng luật pháp, no. Họ nói cái câu đó chỉ vì là trong đầu của họ muốn rằng là Trump dẹp qua một bên, đừng có cản đường chúng tôi. Cái đó mới là cái chính. Chứ còn nếu mà bây giờ giả sử, nói đem cái xả dữ nào, qua cái vòng sơ bộ mấy người này nói là ô phải là luật pháp, lúc đầu mà đang đấu với Donald Trump đó chỉ trích Donald Trump vậy đó, là Donald Trump là người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm. Anh nói thí dụ rồi cái Donald Trump qua cái vòng sơ bộ loại ra hết, Donald Trump được Đảng Cộng Hòa chọn, mà Donald Trump vừa được Đảng Cộng Hòa chọn xong, cái Donald Trump mới nói là tôi chọn Nikki Haley đứng cùng liên danh với tôi, là tự nhiên đổi giọng hết trơn. mới
mới mấy tháng trước, một hai tháng trước nói rằng là trời ơi, nghĩa là phải phải gì, tôi tôn trọng luật pháp, tôi yêu nước, tôi yêu bản hiến pháp rồi vậy, nhưng mà vô đứng trong liên danh cái đó là chuyện tuần trước, chuyện tuần này khác rồi. Mấy ông chính trị gia như vậy mà họ đổi như lật lật như Cái lật khổ của anh này Dương là nữa. như vậy nè, cái khổ của anh Dương là như vậy nè, vì sống lâu đủ để mà quan sát từng cái con người, quan sát từng cái nhân cách một, rồi cũng biết một chút luật, thành ra những cái phân tích của anh Dương đó giá cũng có lúc sai nhưng mà đúng nhiều hơn sai. Nhưng mà Hương Giang thấy rõ ràng những ứng cử viên này mà có cái background về truy tố về và phải về công tố đó, thì có ông Chris Christie, có ông Hutchinson. Đặc biệt hai người này ngay từ đầu họ tuyên bố rõ cái quan điểm của họ về cái vụ tài liệu mật này về ông Donald Trump, tại vì họ có cái background đó. Rồi sau này mình nghe thêm là có Nikki Haley, còn mình còn nghe thêm có Mike Pence, nhưng mà cái ý kiến của Nikki Haley với Mike Pence thì nó nhẹ hơn, mặc dù có mang tiếng chống phản đối nhưng mà nhẹ hơn. Thưa quý vị, không hôm nay Hương Giang không, đồng hồ của Hương Giang tương đối đúng cho nên là không có kéo dài thêm được nữa, cho nên luật sư Nguyễn Hoàng Duy có muốn nói gì thì chắc là cũng phải hẹn tuần sau thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, cảm ơn anh Duyên rất là nhiều, rất là kiên nhẫn chờ đợi Xin Apology. chào bạn nha, vào chương trình lần tới. Cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.